Mới chào đời, quý tử nhà Thanh Thúy Đức Thịnh gây sốt với loạt biểu cảm hài hước. Những ngày gần đây, Facebook nghệ sĩ Thanh Thúy tràn ngập hình ảnh ngộ nghĩnh đáng yêu của cậu con trai sơ sinh khi mới chào đời. Thông tin cậu con trai thứ hai của cặp vợ chồng nghệ sĩ Thanh Thúy Đức Thịnh chào đời vào đúng trưa ngày mùng 3 Tết nhận được nhiều lời chúc mừng từ người thân, bạn bè và những người yêu mến. Cậu bé có cái tên dễ thương ở nhà là Tết, tên thật là Đỗ Thiên Phú. Hiện tại bé Tết đã được 2 tuần tuổi. Bé Tết gây sốt mạng xã hội với nhiều biểu cảm dễ thương. Cậu bé chính là tình yêu niềm tự hào của Thanh Thúy. Kể từ lúc Tết chào đời, Thanh Thúy quá vui mừng nên thường xuyên chia sẻ hình ảnh cậu quý tử trên trang cá nhân cùng những chuyện sinh con, chăm con. Mới đây, trên trang cá nhân của nữ diễn viên cập nhật rất nhiều bức ảnh với loạt biểu cảm siêu ngộ của Tết. Những bức ảnh khiến dân mạng phải thả tim ầm ầm. Có nhạc ư mẹ con quậy nhé, buồn ngủ quá mẹ ơi, sao ông Phê cứ bắt mình thức để chơi vậy. Chụp ảnh kèm Tết còn có sự xuất hiện của anh trai bé Phê. Hai anh em thực sự chiếm sóng Facebook của Thanh Thúy nhiều ngày qua. Thậm chí Thanh Thúy còn mạnh dạn mở một cuộc thi nhỏ theo trào lưu làm mặt cưng như cô Tết. Rất nhiều mẹ bỉm sữa đã chụp và gửi hình con yêu trong các bài đăng của Thanh Thúy. Làm mắt lát nè các bạn, anh em nhà tôi có giống nhau không? Anh Phê trêu ư, sao Tết khóc to vậy? Con là con trai, sao mẹ chuẩn bị chăn gói toàn màu hồng vậy? Xòe bàn tay đếm ngón tay xem ai đẹp nào. Em làm được nhiều kiểu mắt lát lắm nha. Cười tươi để mẹ Thúy chụp ảnh cho nào. Biết đi đúng đường, năm em có thể trở thành ngôi sao hài nữ số 1 Sài Gòn. Năm em đang chứng minh một điều, cô là hiện tượng hiếm gặp nhất của làng giải trí. Cá tính hay quái dị? Ranh giới giữa cá tính và quái dị ở nam em không hề mong manh một chút nào. Phần lớn khán giả đều rất khó lòng đồng ý với nhận định cá tính về cô. Đơn giản là bởi những gì cô thể hiện đã vượt quá xa khỏi phạm trù cá tính hay độc đáo. Công bằng mà nói, nam em khá tỉnh táo khi đưa ra nhận định. Tôi không làm gì sai trái cả. Xét về mặt luật pháp thì phần lớn các hành động của cô đều không hề vi phạm. Có điều với một người nổi tiếng hoạt động trong làng giải trí thì cái ngưỡng không phạm pháp đó không bao giờ đủ. Cứ nhìn cách đồng nghiệp, nhãn hàng và cả những người trong showbiz đón nhận sự khác biệt của cô, người ta sẽ hiểu ra rất nhiều điều. Từ một người đẹp được săn đón trong showbiz, giờ đây nam em gần như mất tích khỏi các sự kiện rầm rộ của làng giải trí. Ngoài một nhãn hàng hiếm hoi tận dụng sự khác biệt của nam em để làm quảng cáo với nội dung sốc độc, chẳng mấy thương hiệu dù lớn hay nhỏ mặn mà với phong cách của cô. Rõ ràng sự lạnh nhạt đó đã nói lên rằng cá tính của nam em không mấy phù hợp đối với nghề nghiệp cô chọn lựa. Từng là gương mặt quen thuộc tại các game show, chương trình giải trí, nhưng hiện tại thì showbiz Việt đang khá hờ hững với nam em. Ngay tới những game show truyền hình vốn ưu tiên những điều lạ lẫm gây sốc, cũng dường như quên mất nam em. Cái ngưỡng độc của cô đã vượt quá giới hạn của những chiêu trò showbiz, và thành thật mà nói, nhà sản xuất nào cũng phải nghĩ tới hậu quả trước hiệu quả, nếu muốn làm việc cùng cô. Những lĩnh vực liên quan như thời trang, làm đẹp, mỹ phẩm lại càng thờ ơ với cụ Hoa Khôi một thời, câu view ư, nam em thừa sức. Có điều cô có câu được gì tích cực hay chỉ toàn là những phản ứng trái chiều thì chỉ có trời mới biết. Làng hài sẽ giang tay chào đón nam em. Một cách nghiêm túc, diễn hài đang là lựa chọn phù hợp nhất đối với nam em. Khả năng gây cười của cô đã được chứng minh qua vô số clip tự quay, dù mục đích ban đầu của nó không hẳn là chọc cười thiên hạ. Khi mà làng hài Việt luôn thiếu vắng lối diễn xuất độc đáo, những chiêu thức mang niềm vui tới cho người xem, thì nam em có thể là một lựa chọn không tồi. Quan trọng hơn, nếu cô diễn hài, chẳng ai có thể đánh giá hay chỉ trích cô như cách người ta vẫn thường thực hiện. Quay clip làm trò phô nghĩ, biểu diễn những hành động khó lý giải, phát ngôn những điều cao siêu nực cười, tất cả chúng thậm chí còn có thể được gọi là thành công nếu như chúng khiến khán giả bật cười. Chẳng phải nam em vẫn thường xuyên làm được điều đó trong quá khứ và hiện tại. Trong những phát biểu của mình, nam em luôn nhấn mạnh mong muốn đóng góp điều gì đó cho cộng đồng, cho xã hội. Vậy thì cô hoàn toàn có thể cống hiến ngay khả năng thiên phú vào việc mang tới những phút giây vui vẻ cho mọi người. Dù sao khi diễn hài có mấy người quan tâm tới việc đó hài lố hay hài nhảm. Chỉ xét riêng về biểu cảm ngộ nghĩnh, nam em đã có kha khá phần trăm thành công nếu lấn sân làng hài Việt. Nhìn cách cô nháy mắt, chu môi và gật gù trước ống kính, khói người đã phải bật cười thành tiếng. Nếu đầu tư chỉnh chu hơn, có kịch bản và ekip hỗ trợ đàng hoàng, biết đâu đấy cô còn trở thành một Mr. Bean phiên bản nữ của showbiz Việt, một cây hài nữ số 1 Sài Gòn. Gã danh hài người Anh chẳng phải luôn chọc cười thiên hạ bằng một biểu cảm bất thường và ngốc hay sao? Sau việc đấu đấu đi tìm lời giải cho câu hỏi hot nhất mạng xã hội, tiền nhiều để làm gì của ông vua cà phê Trung Nguyên.
Nhiều nghệ sĩ có những chia sẻ riêng khi dõi theo phiên tòa ly hôn của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên. Ái Châu nhắn gửi ông xã Huỳnh Đông: mình không có nhiều tiền đâu, mỗi ngày chỉ có trái tim dành cho nhau yêu thương ấm áp. Trước câu hỏi tiền nhiều để làm gì, diễn viên Ái Châu có chia sẻ dài trên trang cá nhân. Cô nhắn gửi ông xã của mình là Huỳnh Đông: mình không có nhiều tiền đâu, mỗi ngày chỉ có trái tim dành cho nhau yêu thương ấm áp. Mỗi sáng hôn nhau ở cửa tạm biệt, chúc nhau một ngày mới an lành, hay cùng nắm tay anh, con tung tăng đi học dưới ngày trong xanh. Tối lại nằm cuộn tròn kể nhau nghe những câu chuyện vui, ba người mình cùng ôm nhau cười thật lớn. Cuộc đời thì dài mà lòng người đôi khi lại ngắn, ở một phút giây nào bên cạnh nhau, hãy cố hết lòng làm cho nhau hạnh phúc, nhất định về sau sẽ không phải hối tiếc, không phải chua chát bất cứ gì, cứ nắm chặt tay nhau thôi bạn chồng nhỉ. Hoa hậu Thu Hoài: thôi thì kiếm tiền ít đi một chút, dành thời gian tâm sức để kiếm tìm niềm vui, tình nghĩa và hạnh phúc đi. Chia sẻ clip ngắn ghi lại hạnh phúc của cả gia đình, Hoa hậu Thu Hoài cũng bày tỏ quan điểm của mình trước câu hỏi của ông chủ tịch Trung Nguyên: tiền nhiều để làm gì? Thu Hoài viết: có tiền người ta sẽ nghĩ ngay tới việc không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng xin như thế đã là hạnh phúc và sung sướng lắm rồi. Có tiền tức là có thể hưởng thụ cuộc sống đủ đầy, không cần lo toan, mưu mẹo, tranh giành đấu đá cùng người khác, có thể an tâm thấy con cái được sống tốt, cha mẹ được phụng dưỡng đàng hoàng, gia đình sang giàu, được người ta nể vì trọng vọng. Có tiền mà lại có nhiều, đời còn gì phải buồn rầu nữa phải không mấy bạn? Tiếc là vừa nghe cái câu hỏi chua chát tiền nhiều để làm gì từ một người vốn rất nhiều tiền, giật mình nghĩ lại thì hình như ảnh có quá nhiều tiền trong tay nhưng lại chẳng có nốt thứ tốt đẹp nào đồng tiền mang lại cả. Thì ra đồng tiền cũng không phải vạn năng, kiếm được đồng tiền không dễ, nhưng để sai khiến sử dụng nó kiếm lại hạnh phúc cho mình lại càng khó khăn hơn. Ngửa mặt lên trời than tiền nhiều để mà làm gì không phải câu chuyện của riêng mình ảnh, mà có khi còn của người khác nữa. Tiền không mua được tương lai của con, không mua được nghĩa tình của vợ, không mua được sự thanh thản của mẹ cha, không mua nổi ấm êm cho gia đình, thì quả thật người ta thắc mắc tiền nhiều để làm gì cũng là có lý. Thôi thì kiếm tiền ít đi một chút, dành thời gian tâm sức để tìm kiếm niềm vui, tình nghĩa và hạnh phúc đi. Mấy thứ đó thực sự tiền mua không nổi. Gia Bảo: đúng hay sai thì người ta cũng đã mất gia đình rồi. Không tập trung vào câu hỏi tiền nhiều để làm gì, nhưng nghệ sĩ Gia Bảo lại có chia sẻ từ vụ ly hôn của ông chủ tịch Trung Nguyên. Gia Bảo cảm nhận mình cũng đã từng rơi vào khoảng thời gian khủng khiếp như vậy khi ly dị vợ và bị đồn đoán là người đồng tính. Nam nghệ sĩ mong công chúng đừng dùng những lời lẽ mỉa mai, vì hơn ai hết, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được nỗi đau của mất mát và chia ly ấy. Chuyện cách đây hơn một năm, Bảo và Hiền ly hôn, dư luận ầm ầm đồn đãi nhiều sự kinh khủng về Bảo như là gay, cưới vợ để che mắt, rồi có vợ đẹp con ngoan vẫn đi chơi bên ngoài suốt. Về nhà thì sống keo kiệt ích kỷ, từng đồng tiền chợ như hội đồng thăng. Rồi đỉnh điểm một ngày vợ phát hiện Bảo đi khách sạn cùng một nam diễn viên hài đồng nghiệp thân thiết nên tức nước vỡ bờ, Hiền phải đưa đơn ly dị Bảo. Bảo sợ mất cái bình phong này nên thường xuyên lên mạng khóc lóc, nhớ vợ con là để níu kéo. Không thành nên đuổi vợ con ra đường ở, chiếm hết tài sản, để vợ con đi thuê nhà, sống trong khó khăn. Còn nhiêu là Bảo chiếm đoạt hết. Một vở kịch với những con người chưa từng học qua lớp 1, kim kịch bản. Mà cái kịch bản nó sống động, mà nó thật đến nỗi tôi là một người trong cuộc, mà tôi tưởng như đó chính là sự thật luôn. Tôi đã từng bị người thân mình giận vì nghĩ mình sống tệ như vậy với vợ con. Khán giả giận và ghét tôi rất nhiều, tôi cũng chẳng buồn giải thích. Trong khi trong chuyện chúng tôi hy sinh những gì, tôi đau đớn ra sao thì chỉ có chúng tôi biết. Cho nên giờ Hiền mới còn làm việc với tôi và chúng tôi còn có thể nói chuyện được với nhau. Bởi mới nói chuyện người ta khổ lắm mới phơi bày cho mọi người biết. Học cách nói lời tốt, đừng nói những lời mỉa mai ác độc, chuyện con người ta kẻo mang nghiệp vào thân. Nhìn chuyện của chú Trung Nguyên, tôi đã đau khi nhớ lại cảnh của mình. Dù ra tòa tôi chỉ cười suốt trong quá trình làm việc. Tôi cười để mọi thứ nhẹ nhàng đúng như người ta thường muốn, mà trong lòng thì nó tan nát. Đúng hay sai thì người ta cũng đã mất đại gia đình rồi. Mất chỗ đi về mỗi ngày làm việc mệt mỏi, so ra còn khổ hơn những người lao động mà hạnh phúc. Tôi thương cho những người con của họ, từ nay đã không còn được sống cùng cha mẹ, mà còn nhìn cha mẹ tuyên chiến với nhau mỗi ngày trên mặt báo. Tôi tin là ai trong gia đình họ cũng đau, đừng cười cợt điều mỉa mai người khác, vì biết đâu chỉ ngày mai thôi, mình sẽ phải vào vị trí của người đó. Không gian sống được làm toàn bằng gỗ của Xuân Bắc khiến nhiều người trầm trồ. Không gian sống của gia đình nghệ sĩ Xuân Bắc vừa được chia sẻ khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi. Xuân Bắc là một trong những danh hài khá đắt show của miền Bắc. Không chỉ làm đại sứ cho các nhãn hàng, mà anh còn là người dẫn chương trình, diễn viên có giá cát xê khá cao. Được biết, anh và gia đình đang sống ở một căn nhà tại phố Khâm Thiên. Nhưng mới đây trên trang cá nhân của vợ Xuân Bắc, khán giả có thể nhìn thấy hình ảnh ngôi nhà mới của vợ chồng anh. Hình ảnh căn nhà mới của gia đình Xuân Bắc
không gian sống mới của Nam Tàu khiến nhiều người ngưỡng mộ. Căn nhà được thiết kế tinh tế và không kém phần sang trọng, tọa lạc ngay tại Hà Nội. Nhìn từ ngoài, khán giả có thể thấy công trình kiến trúc được nghệ sĩ Xuân Bắc thi công khá tỉ mỉ. Nhà hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên, có hiên nhà để thư giãn, có đường đi bằng đá, xen giữa những thảm cỏ xanh non, có cây cối, hoa cỏ xung quanh nhà. Hình ảnh chia sẻ trên Facebook của chị Hồng Nhung, vợ danh hài Xuân Bắc đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng của khán giả. Nếu trước kia hình ảnh về ngôi nhà của gia đình nam nghệ sĩ chỉ xuất hiện trên sóng truyền hình, khán giả không khó để nhận ra ngôi nhà cũ có thiết kế đơn giản, thì căn nhà mới này là sự lột xác hoàn toàn. Được biết, nhà mới của Xuân Bắc tuy không nằm trong trung tâm thành phố, nhưng địa điểm là một nơi khá nổi tiếng tại Hà Nội. Anh đã xây dựng căn nhà này trong thời gian khá dài. Những cây hoa hồng trồng tại nhà đều được vợ chồng Xuân Bắc lựa chọn rất kỹ lưỡng. Hình ảnh căn nhà vào buổi tối rất ấm cúng, lối đi vào nhà. Nhiều khán giả ngưỡng mộ và gửi lời chúc mừng đến gia đình nam nghệ sĩ. Toàn cảnh ngôi nhà buổi tối nhìn từ trên cao. Mặc dù sống trong một không gian sang trọng tại Hà Nội, nhưng Xuân Bắc luôn trở về quê nhà đón Tết cùng bố mẹ tại Việt Trì, Phú Thọ. Mỗi dịp Tết đến, anh cùng vợ con sẽ đón Tết tại quê, sau đó mới lên Hà Nội.